Steven xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình của Steven sẽ đi qua bên Orlando. Tất cả gia đình mình hãy đi theo Steven để tham quan ở thành phố Orlando. Thì đi chung với Steven này có em trai của Steven với một đứa em dâu, bà xã với hai đứa con. Đi đến đâu thì Steven sẽ quay đến đó. Đi đây là đi chơi thôi chứ chưa có hình dung được là mình đi tới chỗ nào ở Orlando. Hơn cả năm nay thì gia đình phần đông cũng bị đóng cung ở nhà, rồi bị dịch rồi tràn tới, rồi hơn năm nay làm việc ở nhà không, thì mấy đứa nhỏ nó cũng có cơ hội được đi ra ngoài đi chơi xe. Thì cũng còn vài tuần nữa thì mấy đứa đi học lại, thì Steven lợi dụng cái cuối tuần này chở mấy đứa đi chơi một lần, đi ra ngoài cho nó tinh thần nó sảng khoái một tí. Không, ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Theo mình chạy tới cù ca cù. Tại sao cái tiệm gì mà cù nhiều quá vậy? Cù ca cù is Japanese. Oh, đây là những thành phần hôm nay đi qua tới Orlando chơi. Khó lỏng. Phía sau có my house. Drive, then take the first left. I know where you go, man. Come on. Bà hổm hết Siri rồi tới bữa nay tới nhỏ này. State Road 56. Turn right on State Road 56. Có mấy người ngồi sau lưng chê cái mặt của mình, mặt nọng. Cái người mà cái áo kia vàng vàng phía sau á. Còn cô My giờ đang ăn mà trốn camera này, phải không? Thường thường mấy người trốn ưa lên nha dính. Hiện tại thì mình đã chạy tới Orlando tới exit 6-18 rồi. Tới Disney rồi. Cái hotel nổi tiếng nữa chứ. Bên đây nó có hotel nó kêu bằng cái gì? Casting. Thường ngầu không? Không biết. Casting là giống mình đi học đi thi làm actor hả? This is the deadliest highway in America. Dịch cái tiếng Việt là gì? Xa lộ chết. Giờ tới đường này nè, lúc nào cần tới Disney cái là đâu, lúc nào cũng kẹt xe Billy ạ. Yes. Almost every time you hit this area, you get a traffic. Always. Always. Sáng, trưa, chiều, weekend gì, ngày thường gì cũng lúc nào cũng kẹt xe. Chưa có lần nào mà vô tới đây mà chạy mà được bon nha. Thì gần mấy cái mo nè nha. Chạy phút nữa gặp cái phim gì mà lịch nằm bên tay trái à. Biết là cho đi xuống là bên tay trái không? On the left. Giờ mình chạy xuống tới exit 74A. Từ tham bà qua tới đây là 1 tiếng 20 phút. Trên đường đây là cái International Drive nha quý vị. Ở đây là cái free mail lịch này nó nổi tiếng hồi nào giờ.
Bây giờ tụi mình đi qua bên tiệm tiệm đại hàng. Thôi đi ăn. Tiệm Japanese. Mà bên đây cho đầu xe mà chạy vòng bên kia xa quá, bây giờ đi ngược trở lại. Kyukaku Japanese barbecue dining. Oh. Here. Kyukaku Japanese dining. Địa chỉ này là 100 đường gì? Địa chỉ mất tiêu rồi. 8858 đường gì? Circular. Oh, Circular hả? Circular Road. Circular Road. Circular Land. Hello. Yeah. Đây nó làm sushi nó làm sẵn hả Billy? Hả? Dạ, đó nó làm sẵn. Sushi thịt bò. Sushi thịt bò hả? Như cái special dish của nó. Còn cái này là gì? She said it's hanger steak and I thought that was filet. Filet and hanger steak. Nướng. I just know it's beef. Yeah, I just know it's beef. Hấp dẫn mẹ. Yeah, steak. Steak sushi. Mình thì sushi là ăn với cá không? Bên này là sushi mình ăn với thịt bò. Còn dưa leo này nó mới vừa sắp ra cái nó làm. Dưa leo chua. Đây là ăn từ nãy giờ là 140 đồng, cộng spicy 174 đồng, tổng thuế 11 đồng 31 lên là 185 đồng. Với cộng tiền tip 31 đồng mấy nữa là cho 216 đồng, mình cho 216 đồng cho 6 người. Yeah. Hai trăm ba chục xong. Giờ đây ngồi ăn barbecue xong rồi là cái đám ngoài bu ngồi nướng marshmallow. Ủa không phải đâu, cái nãy nó cho là chung, nó cho thêm này. Nè, dọn hết trơn đi, đi dọn hết trơn sạch sẽ không? Còn một đống tô nằm đây chưa xong không? Còn cái nó cho marshmallow nha, ngồi giống như nướng marshmallow. Cô chú anh chị nào mà đi qua tới Orlando chơi thì ghé cái tiệm Kyukaku Orlando nha. Địa chỉ là 7858 Turkey Lake Road. 7858 Turkey Lake Road. Số điện thoại là 407-613-5056. Chỗ này nó bán đồ đại hàng, mà đại hàng nó có đồ Nhật luôn. Đồ ăn rất là ngon. Steven và gia đình mới vừa ăn cơm trưa ở đây. Nó có nướng giống như barbecue dạng grill luôn. Ngon, rất là ngon. Thì chỗ này nó hơi
vô đây thì chỗ đầu xe nó hơi khó tí, tiền nó chia ra một cái lap la ra mà cho nhiều cái tiệm khác nhau á, thì ở phía sau cái chỗ rửa xe bên kia, phía chị sau phía sau bên đó nó có một chỗ parking lớn lắm, mình chỉ đậu qua đó, mình chỉ lo bộ tắc qua đây thôi. Còn trong này cái parking này nó cũng có không mà nó vấn gì rất là limited. Mấy người đã ăn xong rồi đi ra kìa. Chỗ này là Ukagu Japanese Barbecue Dining. What's up, man? Nhìn chỗ này Tammy Nails and Daily Spa. Chắc cái này với con May đi cà phê rồi. Mới ăn xong mà đi nhanh vậy. Ok, hiện tại chúng ta đến Universal Studio mà không có vô Universal Studio. Mà chúng ta đi Bamboo. Bamboo. Chu cái mỏ ra phải không? Ok, Universal Studio quẹo trái. Universal Studio Orlando quẹo trái trên đường Major Boulevard. Boulevard hả? Yeah. Major Boulevard. Boulevard. Đại lộ Major. Ok. Đường Major Boulevard, Universal Studio, các bạn thấy cái logo của nó không? Chạy chạy thẳng vô là lại chơi đó, mất mùa lại thủy luôn. Kìa, yeah, miếng mix mix cái accent chạy tới nhau, accent tới cũng vô luôn luôn, hai chỗ luôn. Bây giờ mình chạy xuống Bamboo đúng là Bubble Tea. Chạy 4 mai nữa ta được cầu lông nhiều người phải không? Yes. Cái mall này nó có tiệm Việt Nam, tiệm Tàu, tiệm Mỹ, bla bla chơi để dòng người. Bên kia là đặc biệt cargo. Đặc biệt cargo, human taste. Oh damn. Quán đồ ăn gì human taste kia vậy? Yeah, yeah. Right there, human taste. Oh, cái thịt người. Oh no, that's not human, that's Hunan, man. Hunan hả? Hunan. Sao đọc cái thành human đây? Thì hùng non mà đặt thành human shit. Đâu mà tao nó bán thành người cho lên không? Làm á man. Ghê. Epson Market Community. Turn left. Yeah, I know. Turn left. Chạy vô khu này Việt Nam cho bà con biết cái khu Việt Nam nữa. The houseware, wholesale and outlet. Công nhận là chè này ngọt thiệt. Ờ, ngọt. Tôi kêu nó bỏ ít rồi mà nó cũng ngọt ăn. So sweet. Vậy khu này bên đây nó có the tea spot. Oh, the tea spot over here too. Có biết? Yeah. Đấy à. The tea spot là cái tiệm của My. Uống cái gì mà ngọt vậy? Kìa, số 1 á. Nè cái tiệm của My đọc nè, có biết? Yeah. The tea spot. Yeah, tea spot.
It's the same mall. Wow, now now that I think you're so lag. Turn right on West Colonial Drive. Oh, wait, wait, đường vô rồi, đi chấm đi đường á. Sao? Hả? Yeah, I forgot to tell them last week. Cái đặc biệt. Nhưng mà nó thật lợi. Đặc biệt. Nó dừa với lá dứa rồi. Đúng, đặc biệt. Cái tiệm này nè, nó làm không có ngọt nhiều nha. Wabi Kobi. Mấy của em đâu làm? Mấy của chị nè. Kìa, không có ngọt. YZ Realty. Ủa, nó làm gì á, làm cho người... Ồ, cà phê karaoke đó, hả? Ghê vậy. Này giống như là ghê nghe. Mở ấm vậy. Light Rise Square. What the hell? Cà phê karaoke. Ờ, karaoke mà so tới đấy là Light Rise Square. Light Rise Square. Đúng là Light Rise nha, Light Rise nha, đọc thành Light Rise. Light Rise là hơi mệt ạ. Karaoke. Ủa, cà phê karaoke kìa. Chỗ này nó nằm ở chỗ Westside Crossing Center. Kế bên bamboo luôn, cái tiệm bên kia là cái chỗ tiệm bamboo mua bố thi với chè xưa. Nó nằm ngay cánh gà này nè. Mama Lẩu and Ốc Vietnamese Restaurant. Đó. Đường này là đường Colonial nè. Nếu chạy ngược trở lại, quẹo trái đi qua bên kia là I-4. I-4 là con đường chạy từ từ Orlando chạy về bên Tampa. Là con đường này, con đường nổi tiếng ở Orlando là có nhiều người Việt Nam sống ở đây. Tại đường Colonial thì có nhiều nhà hàng Việt Nam ở đây, em gần đây. Hello cả nhà, hiện tại thì gia đình mình đã tới Orlando. Hồi trưa đi ăn đi chơi. Bây giờ đi ăn tối. Ăn tối thì vô chỗ này có chỗ kìa, Mama, Lẩu và Ốc. Để vô chỗ ăn rồi quay lại cho mọi người xem chỗ này nó có ngon không. Okay. Mama, Lẩu và Ốc 5038 đường Colonial Drive, Orlando. Chỗ này mở cửa thứ hai tới trưa chủ nhật. Từ thứ hai tới chủ nhật từ 1 giờ sáng. Lẩu sầu riêng. 11 giờ sáng tới 10 giờ tối. Xin tố sầu riêng. Chỉ có ngày thứ tư là đóng cửa. Giờ khoai chiên. Khoai tây lắc, bơ tỏi, hột vịt lộn răng me. Nghêu hấp xả ớt, nghêu hấp cà la quế, nghêu hấp thái, nghêu nướng mỡ hành, sò lông nướng mỡ hành, sò điệp nướng mỡ hành, hạt len xào dừa. Ốc hương muối ớt, ốc hương sốt me, ốc hương rang muối, ốc hương chợ tới. Ủa, nhiều này là ốc hương hả Billy? Ốc hương gì? Cái này ốc này hả? Ừ, như ốc hương. Ốc hương nutritionist. Món này là ốc hương sốt me. Ngon á, ốc hương sốt me ngon á. Ốc hương sốt me. Còn mấy, you like it? Chị nghĩ đợi xin nó cái tập. Thôi ăn hết đi. 1 to 10, give me a number. Just for this particular, for this one. I don't know. From your personal thinking. Uống chồng nó ngon vậy. Sauce is good. Cái này là ốc bu hấp xả. Ồ, cái này ăn dữ lắm. Ồ, vô. Ăn với cái này nè, không? Mời mọi người. Ốc bu hấp xả ngon. Ốc hương ốc mương, ốc hương sốt me. Ốc hương. À, đừng ăn cái đít bên. Billy. Đừng ăn cái đít, coi cái đó nghe, cái đít nó ra còn là cát gì ấy không. Yeah. Vô rồi, đông ít ra mày mẹ. Rồi, từ từ rồi. Cho cái cảm giác mùi vị sao. Dở. Ngon. Thế này nói dở. Chị. Ngon. Quên coi. Dở mà cái tay cái xỉa liên tục rồi.
biết. Nhỏ hả? Very good. Lâu quá. Ngồi ngồi qua. Lẩu lâu quá ngồi nhà chính gì à. Nhớ bà đi gì lấy cái dĩa. Bây giờ nãy giờ này là 4 phần rồi không? 4 phần rồi không? Bốn ngàn anh Kevin. Same thing. Má má lẩu. Bây giờ có ba mẹ ngồi nãy giờ cho nó hết cái lẩu nên mà chưa chịu không nổi nè. Chị nói ăn ngon không? Mở bún ngon không? Dạ ngon. Cô My không mở bún ngon thử. Sai lắm. Mở bún như Trang Quỳnh Sư Dũng. Đồ quá chừng đồ. Ở phía bên kia là chỗ xưa mua chè với mua bố ti. Ăn xong bây giờ đi chơi. Wow. So full. Magic Kingdom mà em tiếng không mà Magic Kingdom. Từ giờ Magic Kingdom. Oh, that's expensive vintage. That's a English car. Look at that old man. He's probably rich too. Hello cả nhà, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ video Steven và video này cũng tương đối dài nên mình tạm thời dừng video này ở đây và hẹn mọi người ở một video tiếp theo. Steven xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú và anh chị đã ủng hộ Steven cũng như bấm nút like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Steven. Xin cảm ơn mọi người.